chị tên gì nhỉ? Lâm Thị Hương. Bao nhiêu tuổi rồi? 32. 32 tuổi. Bị nôn cách đây bao nhiêu ngày rồi? Lâu lắm rồi. Cứ lâu liên tục à? Đến bây giờ nó nặng hơn à? Chuyển phôi vô được 5 ngày là nôn. Nôn nhưng mà ý là mấy tuần trước là nó nôn ít, nó nôn nghĩa là nôn theo kiểu nghén bình thường ấy. Còn 3 tuần trở lại thì là cái nôn liên tục. Ngày nào cũng nôn. Nghĩa là nôn ngày nôn đêm luôn. Mà mình nghe cái mùi gì cũng chịu. Ăn cái gì nó vô nó nôn. Vâng. Cái mùi gì nó cũng chẳng có mùi gì mà dễ chịu hết. Dạ. Toàn mùi khó chịu. Bây giờ nói chuyện có buồn nôn không? Không ạ. Mà mới hôm vừa nãy nói chuyện nó có buồn nôn không? Nó cứ rợm rợm miệng. Bây giờ còn rợm miệng không? Không ạ. Cái này đau không? Đau. Đau à? Nó nhỏ. Đi đi ăn cái rồi cái trời ơi. Mình bớt được mấy phần rồi? Bớt được nhiều. Mấy phần? Nó thấy khỏe khỏe, nó không thấy ứ ở nên. 10 phần thì mất được mấy? 6-7 phần đấy. 6-7 phần à? Vừa nãy 4-5 phần mà bây giờ 6-7 phần. Nó không ứ ở đây. Nó không bị mất ở đây. Vâng. Như thế là cái châm này nó chỉ đáp ứng cái triệu chứng thời. Tại vì khi nào buồn nôn á thì mình mới châm. Chứ này không phải châm liên tục. Đó. Tí nữa thì ở lưng thì sẽ châm thêm vài cái nữa. Để sao? Để cho nó... Đây là khí nó nghịch lên thôi mà. Nhưng mà cái nó tì hư mà vị khí nó thực, nó nghịch lên. Bây giờ mình dán vị khí xuống và kiện tì lên là nó xong, và ăn uống được nha. Nhưng mà em nghĩ là chắc trong khoảng thời gian gần đây thì phải châm. Tại vì nó sẽ giảm cơn dần dần, chứ không phải là một phát ực giống như Tây Y xong lại bị lại đâu nha. Nó được 6-7 phần rồi đó. Nó không bị mắc ứ ở đây. Nhanh không? Khi uống thuốc mà nói thì nó không ó nhưng mà nó mắc ở đây này. Yeah. Ý là nó ứ lại. Vâng. Yeah. Bây giờ nó khỏe hơn không? Nó không bị ứ đúng không? Nó không bị vướng ở đây là không buồn nôn nữa.